She wanted to escape her past. Hay là hai mẹ con theo tụi em xuống Texas đi. Ở dưới đó vui lắm. Giống hệt như Việt Nam vậy. Tao sợ nhất là cái đó. She raised me to live a better life. Thôi buổi khó khăn, chị công tạm chút đỉnh này đi. Tiền này mày lấy đâu ra? Tiền ăn cướp tao không có lấy. To be a better person. Cậu Long. Hey, who's that? Look what I got, huh? Mà nó còn sao? Trong nhà này không được chơi với súng. Cho nó chơi đi. Trai mà. But I was just a child. Cô Lan, tôi muốn cô Di với tôi tới nhà ông Bảo chơi đó. Cô thấy sao? Dì ca muốn gì? Gì? Hai mẹ con tôi sống đây rất là yên ổn. Về nói với ông Bảo á, hai đời tôi đủ rồi. Tôi không cho ông đụng với hai mẹ con tôi đâu. Buông họ ra. Lòng, đừng. Đừng em, đừng. Đi đi, thôi đi, con học sao hết, đi đi. She wanted to teach me hope and morality. But in the end, I found my own morality. They say that children should always honor their parents, and I will.